Anh Minh Ami thẩm định giúp em số 03 sao 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ôi đẹp quá. Số này 300 triệu có nên mua không anh? Một số sim có thể nói là sảnh tuyệt đẹp, sảnh bảy. Tiến từ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tức là gì? Mãi mãi này, tài năng này, vượt qua khó khăn này, đến phúc này, đến lộc này, vượt qua chông gai thử thách này, rồi cuối cùng là đến phát đạt thành công. Anh thẩm định tiếp cho em về cái đầu số, đầu 03 thì đầu của Viettel. Và đầu số này thì nó cũng nhỏ, đầu số nhỏ. Và cuối cùng đuôi là lớn sảnh tiến, như vậy cũng khá là hay. Tức là thế số rất là hợp lý để mà gọi là nhìn về thế số. Tuy nhiên nếu như số sao mà em đang nói là số 4 và số 7 thì là sẽ hơi xấu một chút. Còn nếu như là 32 hoặc 33 hoặc là số 38, 39 thì quá tuyệt vời rồi. Số sim này ấy, thì bán đến khách hàng mà người dùng ấy, thì sẽ rơi vào tầm hơn 300 hoặc 300. Nó tương đương giá trị một số sim lục quý 2 hoặc là lục quý 3 đầu số 03. Với cá nhân của anh nhìn nhận em mà có người bán cho em số sim này 300 triệu thì cũng là một cái sự lựa chọn khá là tốt để em mua. Mua về sử dụng thì ok. Còn nếu tính đến câu chuyện đầu tư dài hơi 5 năm, 10 năm thì có lẽ là sẽ có giá trị tăng lên ở giai đoạn đó. Và thẩm định một cách kỹ càng thì anh nghĩ rằng là em có thể mua nếu như giữa số không phải là một số quá xấu. Minh Ami thẩm định mọi loại sim.